Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân yêu của Vietjet. Và hôm nay thì cô trò mình sẽ cùng nhau tiếp tục đồng hành trong chương trình môn toán lớp 4. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp về phép nhân. Và chúng mình sẽ có là bài học phép nhân nhân với số có 3 chữ số tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu phép nhân sau cùng với cô này. Ta có phép nhân 258 nhân với 203. À, đây cũng là phép nhân nhân với số có 3 chữ số. Nhưng số có 3 chữ số này như thế nào đây ạ? Thừa số thứ 2 thì xuất hiện một số 0 ở giữa, một chữ số 0 ở hàng chục. Vậy thì phép nhân này có điều gì khác biệt so với tiết học trước? Thì bây giờ các bạn hãy cùng nhau thực hiện đặt phép tính nhân theo cột dọc và tìm ra kết quả cùng với cô này. Cô sẽ đặt phép tính nhân theo cột dọc như thế này. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện để tìm ra tích riêng thứ nhất, thứ hai và thứ ba này. Đối với tích nhân riêng thứ nhất, chúng ta sẽ có 3 nhân với 8 thì bằng 24, viết 4 và nhớ 2. 3 nhân 5 bằng 15, thêm 2 là bằng 17, viết 7 và nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7. Rồi, mình có tích riêng thứ nhất bằng 774. Đến với tích riêng thứ hai thì ta sẽ có là như thế nào ạ? 0 nhân 8 bằng 0, 0 nhân 5 bằng 0 và 0 nhân 2 cũng bằng 0. Rồi, mình sẽ có tích riêng thứ 3. Đây, ở tích riêng thứ 3 thì chúng mình sẽ viết lùi so với tích riêng thứ nhất là 2 cột. Đấy ạ. 2 x 18 thì bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 x 5 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 và nhớ 1. 2 x 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cộng 3 tích riêng này ạ. Ta có 4 thì hạ xuống này. 7 cộng 0 bằng 7 này. 7 cộng 0 cộng 6 thì bằng 13, viết 3 nhớ 1. 0 cộng 1 bằng 1, thêm 1 bằng 2. Và cuối cùng là hạ 5. Vậy chúng mình tìm ra được kết quả cho phép nhân 258 nhân với 203 thì bằng 52.374. Nhưng mà ở trong phép nhân này, các bạn hãy chú ý quan sát giúp cô này. Đó, các bạn nhìn giúp cô vào các tích riêng thì chúng mình thấy là tích riêng thứ 2 thì là như thế nào ạ? Tích riêng thứ hai thì đều tất cả các chữ số đều là chữ số 0. Như vậy thì chúng mình nhìn giúp cô đây. Khi mà chúng mình thấy xuất hiện một tích riêng mà có tất cả đều là chữ số 0 này thì thông thường chúng mình sẽ lược bỏ tích riêng này và không viết nữa. Đây, chúng mình sẽ viết phép nhân như sau, trở thành như sau. Đó, chúng mình sẽ bỏ tích riêng này đi. Nhưng mà một điều đáng lưu ý là chúng mình vẫn phải viết tích riêng thứ ba giống như thế này, có nghĩa là nó sẽ lùi 2 cột so với tích riêng thứ nhất. Đây ạ. Đó, lùi 2 cột, 6 vẫn thẳng với 7, giữ nguyên như thế này. Chúng mình chỉ bỏ đi tích riêng thứ hai thôi, còn không có điều gì thay đổi cả. Sau đó chúng mình vẫn cộng các tích riêng như bình thường. Đó, đây cũng chính là chú ý khi mà chúng mình nhân với số có 3 chữ số mà có một chữ số là 0 như thế này. Đó, cô sẽ nhắc lại chú ý này. Viết tích riêng 516 đây, lùi sang bên trái 2 cột. Đó, so với tích riêng thứ nhất. Đây chính là lưu ý đặc biệt của bài học ngày hôm nay thôi ạ. Vậy để hiểu hơn về các phép nhân mà có chữ số là 0 thì bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau vào làm một số bài tập. Mình sẽ đến với bài tập số 1. Bài 1, đặt tính rồi tính. Đây, chúng mình sẽ có 3 phép tính nhân như thế này. Bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau đặt tính từng phép tính nhân một này. A 523 nhân với 305. Đó, chúng mình thấy xuất hiện số 0 chưa ạ? Rồi, chữ số 0 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng thực hiện nhân này. 5 x 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 5 x 2 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1. Và 5 x 5 bằng 25, thêm 1 bằng 26. Đây, cô viết 26. Rồi. Và tiếp theo, tích riêng thứ hai thì cô thấy xuất hiện là chữ số 0. Vậy thì cô sẽ không viết tích riêng thứ hai nữa mà chúng mình sẽ tiến hành nhân luôn tích riêng thứ ba. Ta sẽ có là 3 x 3 bằng 9. Và ở tích riêng thứ ba là cô sẽ viết lùi so với tích riêng thứ nhất 2 cột. Đây, 9 cô viết thẳng 16 này. 3 x 2 bằng 6, viết 6. Và 3 x 5 bằng 15, viết 15. Đó, rồi. Bây giờ tiến hành cộng các tích riêng với nhau thôi ạ.
Rồi, 5 này hạ xuống này. 1 hạ xuống này. 6 cộng với 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 2 cộng 6 bằng 8, thêm 1 bằng 9. Rồi, hạ tiếp 15 xuống. Vậy là chúng mình tìm được kết quả cho phép nhân đầu tiên bằng 159.515. Rồi, bây giờ chúng mình tiến hành tiếp sang phần B này. 308 nhân với 563. Rồi, bây giờ thì cô thấy thừa số đầu tiên là có chữ số 0. Thì cô sẽ đổi chỗ của hai thừa số này để khi chúng mình đặt tính theo cột dọc sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Đây, sẽ bằng 563 nhân với 308. Rồi, đây, đây là cô đã áp dụng tính chất giao oán của phép nhân. Khi chúng mình đổi chỗ các thừa số xong một tích thì tích đó không thay đổi. Bây giờ cô sẽ đặt tính như sau này. 563 nhân với 308. Ta sẽ có như sau. 8 x 3 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 8 x 6 bằng 48, thêm 2 bằng 50, viết 0 nhớ 5. 8 x 5 bằng 40, thêm 5 bằng 45. Rồi, tích riêng thứ 2 thì là chữ số 0, cô sẽ không viết nữa. Đến tích riêng thứ 3 này, 3 x 3 bằng 9, và 9 chúng mình viết thẳng 5 này. 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. Và 3 x 5 bằng 15, thêm 1 bằng 16. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cộng giúp cô này. Đây, 4 hạ xuống này. 0 hạ xuống này. 5 cộng 9 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 4 cộng 8 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. Đây, 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. Và 1 ở đây hạ xuống. Vậy là chúng mình tìm được kết quả cho phép tính nhân thứ 2 bằng 173.404. Rồi, tương tự chúng mình sẽ làm phép tính ở phần C này. 1.309 nhân với 202. Rồi, ta sẽ có tích riêng thứ nhất như sau. 2 nhân với 9 thì bằng 18 này, viết 8 và nhớ 1. 2 x 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1. 2 x 3 bằng 6, viết 6. Và 2 x 1 bằng 2, viết 2. Tích riêng thứ 2 thì là chữ số 0 nhân này, thì cô sẽ không viết nữa. Đến với tích riêng thứ 3, 2 x 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1. Đây, 8 mình viết thẳng 6 nhá. 2 x 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1. 2 x 3 bằng 6. Và 2 x 1 bằng 2. Rồi, bây giờ chúng mình cộng chúng lại với nhau này. Đây, hạ 8 này. Hạ 1 này. Đây, 6 cộng 18 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4. Rồi, mình hạ 2 và 6 xuống. Như vậy chúng mình tìm được kết quả cho phép nhân thứ 2 là bằng 264.418. Và đây cũng chính là 3 phép nhân số có nhân với số có 3 chữ số, mà thừa số thứ 2 thì sẽ có xuất hiện là chữ số 0 như thế này. Rồi, bây giờ chúng mình cùng chuyển tiếp sang bài tập số 2. Cô cho mình cùng vào bài tập số 2 ạ. Bài 2 đúng ghi đ, ghi d, và sai thì mình ghi s. Rồi, trên đây là phép tính nhân 456 nhân với 203. Ba phép tính nhân đều là phép tính nhân đó. Vậy thì đâu là phép tính nhân đúng, điền đưa ra kết quả đúng, và đâu là phép nhân thực hiện bị sai? Thì bây giờ cô cho mình hãy cùng nhau tìm ra nào. Đầu tiên mình sẽ có là 456 nhân với 203. Bây giờ các bạn hãy quan sát giúp cô vào vị trí của tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai như thế này. Đây, đây là tích riêng thứ ba, tại vì tích riêng thứ hai đã bị khuyết đi rồi. Vậy thì chúng mình quan sát giúp cô này, 912 này, vị trí như thế này đã đúng chưa ạ? À, chắc chắn đây là một phép tính nhân thực hiện sai rồi. Tại vì ở tích riêng này thì phải viết lùi so với tích riêng thứ nhất là mấy cột các bạn? À, là hai cột. Nhưng mà đây lại viết thẳng cột với tích riêng thứ nhất thế này thì chắc chắn đây là một phép nhân sai rồi. Và nó sẽ có kết quả sai mà chúng mình không cần phải tìm hiểu nữa. Tiếp đến với phép tính đặt thứ hai như thế này. À,
Ở tích riêng 912 này thì đã viết lùi nhưng mà lại mới lùi có một cột. Như vậy thì phép tính nhân này bạn nhỏ này cũng thực hiện sai rồi ạ. Rồi, đây, nó không để đặt như thế này được, đúng không ạ? Đây cũng sai này. Thử đến với phép nhân ở bạn nhỏ cuối cùng xem nào. À, đây, tích riêng 912 đã được đặt đúng vị trí, lùi vào hai cột như thế này thì mới là chính xác. Bây giờ cô trò mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa phép nhân này xem là bạn nhỏ này nhân tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ ba và thực hiện phép cộng đúng chưa này. Ta sẽ có 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 này. 3 x 5 bằng 15 thêm 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 3 x 4 bằng 12 thêm 1 bằng 13. Rồi, tích riêng thứ nhất chính xác. Tích riêng này, tiếp theo này, 2 x 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1, đây, lùi 2 cột là đúng rồi. 2 x 5 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 và nhớ 1. 2 x 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, chính xác. Cộng lại này, hạ 8 này, hạ 6 này, 3 cộng 2 bằng 5, 1 cộng 1 bằng 2 và hạ 9. Như vậy thì đây mới là cách thực hiện phép nhân là chính xác. Như vậy thì bài tập 2 chúng mình đã biết về các lỗi sai khi mà đặt tích riêng rồi đúng không bạn? Đây, nhớ là chú ý của bài học hôm nay là chúng mình cần phải đặt tích riêng lùi lại hai cột so với tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ ba đó. Rồi, hai cách này thì đều đặt sai rồi. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển qua bài tập tiếp theo. Và bài tập số 3 là một bài toán có lời văn này. Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu kg thức ăn cho 375 con gà trong 10 ngày. Đó. Rồi, bây giờ chúng mình phải cần biết xem là như thế nào ạ. Đề bài cho biết trung bình mỗi con gà mái đẻ thì ăn hết là 104kg thức ăn ở trong 1 ngày. Và hỏi chúng mình là trại chăn nuôi thì cần bao nhiêu kg thức ăn cho 375 con gà mái đẻ trong 10 ngày. Rồi, vậy thì nhiệm vụ của chúng mình cần phải biết xem là trong một ngày thì 375 con gà này ăn hết bao nhiêu thức ăn. Chúng mình sẽ có phép tính như thế nào ạ? Đây, lấy 375 này nhân với 104 là lượng thức ăn trong một ngày của một con gà. Rồi, sau khi biết là 375 con gà này một ngày ăn hết bao nhiêu thì chúng mình có tìm ra được 10 ngày chúng ăn hết bao nhiêu không ạ? À, chỉ cần lấy 10 nhân với số đó là ra đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào bài giải này. Bài giải. Đầu tiên mình sẽ đi tìm số thức ăn cho 375 con gà trong một ngày. Đây ạ. Số thức ăn cho 375 con gà trong một ngày là 375 nhân với 104 rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng nhau thực hiện phép nhân này cùng với cô ra nháp này. Đây, 375 nhân với 104 này. Ta có 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 7 bằng 28, thêm 2 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 4 x 3 bằng 12, thêm 3 là bằng 15. Tiếp theo mình sẽ có tích riêng này, 1 x 5 bằng 5. 5 này chúng mình viết thẳng 5 này. 1 x 7 bằng 7. Và 1 x 3 bằng 3. Rồi, chúng mình sẽ có kết quả bằng 0 này, hạ 0 tiếp này. 5 cộng 5 bằng 1 cộng 7 bằng 8 thêm 1 bằng 9. Rồi, hạ 3 xuống. Rồi. Như vậy là chúng mình đã tìm được kết quả bằng 39.000. Đây. Đơn vị là gì các bạn nhỉ? À, gam ạ. Rồi, bây giờ chúng mình có là 375 con gà thì ăn hết 39.000 gram trong bao nhiêu ngày nhỉ? Trong một ngày. Nhưng mà đề bài lại hỏi chúng mình đơn vị là kg. Thì bây giờ chúng mình sẽ tiến hành đổi giúp cô 39.000 gram này thành kg. Đây, ta sẽ có đổi như sau.
39.000 bằng bao nhiêu ạ? Đổi về đơn vị gam thì chúng mình sẽ chia cho 1.000 và chúng mình sẽ có là bằng 39 kg. Rồi, khi biết một ngày 375 con gà ăn hết 39 kg rồi, chúng mình có biết được 10 ngày thì chúng ăn hết bao nhiêu không ạ? Chỉ cần lấy 39 nhân với 10 đúng không ạ? Ta sẽ có lời giải như sau. Số thức ăn cho 375 con gà trong 10 ngày là. Số thức ăn cho 375 con gà trong 10 ngày là. Rồi, lấy 39 đây ạ. Nhân với số ngày 10 bằng bao nhiêu các bạn? À, rất dễ. Nhân với 10 thì mình thêm một số 0, một chữ số 0 vào bên phải. 390 đơn vị kg. Nhớ là để vào trong ngoặc giúp cô nhá. Rồi chúng mình sẽ có đáp số. Ba trăm chín mươi kg. Rồi, được chưa ạ? Rồi, như vậy là cô trò mình đã vừa tìm ra số thức ăn cho 10 con gà. À, cô xin lỗi, số thức ăn cho 375 con gà trong 10 ngày bằng 390 kg. Và bài toán số 3 này cũng chính là bài toán cuối cùng ở trong bài học ngày hôm nay rồi. Về nhà các bạn hãy ôn lại các kiến thức giúp cô để chúng mình có thể nhớ kỹ hơn. Bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.